Các bạn ơi, hôm nay mình lại đi ra vườn hái rau ngải về để tần. Đây có đám rau ngải nó lên. Đây này các bạn ơi. Trước trồng xong là phá đi, bây giờ cái rễ nó lại lên. Phá đi để trồng hoa các bạn ạ, đây này. Đấy, bây giờ nó lại tự mọc, đang lên rất là nhiều, non lắm. Mình cấu về để mình tần gà. Lá ngải này là vị thuốc bắc đây các bạn ạ. Về xào trứng cũng được mà tần gà cũng được các bạn ạ. Cái rau này càng cấu nó càng lên nhiều mầm. Mình hay ăn rau lá ngải, cấu lúc nào cũng trụi hết. Cấu trụi nó lại mới lên. Non trên này các bạn ơi. Đấy. Rau ngải cứu đây. Rau ngải ngay cạnh đường đi các bạn này. Rau ngải mọc ở trong vườn hoa. Đấy, ngay cạnh cổng. Trước nó là đám rau ngải nhưng mà phá đi để trồng hoa, bây giờ nó lên nhiều quá. Đấy, nó mọc linh tinh. Linh tinh ở trong vườn này. Trong vườn, vườn ở bên trong kia mình trồng một đám nhưng mà cấu chỗ này đã, chỗ này nó lên non quá. Rau ngải này mà trồng nhiều bán đấy các bạn ạ. Chỗ mình họ bán đắt phết đấy. Mấy chục nghìn một cân ấy. Cấu trụi hết ngọn đi để cho nó lên ngọn khác. Mình về mình
tần con gà mình cho nó ngả cho gia vị và xong là mổ con gà mổ moi ra, xong rồi mình nhét cái lá ngả này vào trong bụng nó, xong rồi mình tần cho đầy đủ gia vị rồi xong mình tần ăn ngon lắm các bạn ạ, mà lại còn bổ nữa, nhất là người mới ốm dậy. Đấy, nó tự nó mọc lên mà nó lên non đấy. Cả cái cỏ nó lên nấn mọc ngay trong khóm hoa đồng tiền. Đám chỗ này trụi hết rồi, bây giờ đi vào vườn trong các bạn ạ. Đây là vườn rau của nhà đây, trồng ăn đây. Đây đám này thì mình trồng đấy các bạn này. Nhà tường rào trồng cái trồng ven trong này ngọn to. Cứ trồng một góc vườn là nó dần dần nó đẻ nhánh cho nó lan nó khắp vườn đấy các bạn ạ. Đây, có khi bằng này cũng đủ ăn này các bạn ạ. Đầy một rổ. Nưng một rổ là đủ ăn rồi. Thôi video của mình xin tạm dừng tại đây nha. Xin chào và hẹn lại các bạn video tiếp theo nha. Các bạn thấy hay và hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé.